Khi mà tôi nghĩ về Giáng sinh đó, có nhiều cái sự cảm xúc đó nó đến ở trong cái tấm lòng của mình. Bởi vì mọi người biết sao không ạ? Mọi người biết vì sao là mình rộng rãi không ạ? Theo mọi người biết vì sao mình rộng rãi không? Dạ, anh Thông nói vì mình đủ. Dạ. Và khi mình nghĩ về Giáng sinh đó, mình sẽ thấy được cái sự ban cho của Đức Chúa Trời nó lớn và mình tự nhiên coi như trở nên rộng rãi được và anh chị em. Tôi nhớ một câu chuyện vui. Có một ông tới nhà thờ, ông ấy cầu nguyện là xin Chúa cho ông 1 triệu đô. Thì bên cạnh ông có một ông cứ cầu nguyện xin Chúa cho 1.000. Thế là ông này ông mới bực mình, có ông rút 1.000 ông cho ông cầu xin 1 triệu. Ông nói là bây giờ Chúa đang cần tập trung nghe cái cầu nguyện 1 triệu đô của mình, mà cái ông này ông cứ nói nhiều quá mà khi Chúa không nghe được, thành ra là sao? Cho 1.000 để cho ông im lặng đi, để Chúa nghe cái lời cầu nguyện của mình. Cũng vậy ông bà anh chị em, khi mình nghĩ về Giáng sinh đó và mình thật sự mở cái món quà mà Ngài ban ra, Ngài ban cho mình đó, mình thấu hiểu được nó đấy, thì tôi tin rằng chúng ta trở nên một người rất là rộng rãi. Không phải rộng rãi trong tiền bạc đâu ông bà anh chị em, mình sẽ rộng rãi và nhân ái trong tất cả mọi lĩnh vực khác, vì thật sự mình sẽ thấy được món quà mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ cần phải học biết về lý do mà Ngài đến với chúng ta trong hơn 2.000 năm trước. Mọi người biết khi nào mà chúng ta cần có oxy không, để thở không ạ? Dạ, anh Liêm vừa hít vừa hơi luôn. Dạ, khi mà mình ở Việt Nam nó có nhiều cái trường hợp mà nó rất là đau lòng như thế này. Trời mùa đông đó, người ta mới ở trong nhà, mới đốt một cái bếp than để họ sưởi ấm đó. Thì hầu như là những người đó bị thiệt mạng bởi vì không còn cái oxy ở trong cái phòng thở của mình, phòng ngủ của mình. Cũng vậy ông bà anh chị em ơi, khi mà mình không muốn thở và mình mệt đó, đó chính là lúc mình cần thở nhiều nhất, cần oxy nhiều nhất ông bà anh chị em. Và khi mình không muốn cầu nguyện và khi mình không muốn đi đến hội thánh đó, thì đó chính là lúc gì ạ? Lúc lúc cần cầu nguyện nhiều hơn. Nhiều người đặt câu hỏi là khi nào chúng ta cần cầu nguyện? Rất đơn giản thôi, khi nào mình không muốn cầu nguyện, khi nào mình chán cầu nguyện thì mình phải cầu nguyện. Lúc đó là mình sắp chết rồi ông bà anh chị em. Vậy cũng giống như oxy vậy, chúng ta cần nó khi mà chúng ta không thể thở được thì cũng vậy. Và thưa ông bà anh chị em, nếu khi nào mình thấy không cần hội thánh thì sao ạ? Mình càng phải đi đến hội thánh. Bởi vì chúng ta biết sao, người ta nói vui là trong cái cuộc đời có quá nhiều thứ mệt mỏi. Mọi người có đồng ý với tôi là cuộc đời nhiều thứ mệt mỏi không ạ? Là thứ hai mệt không ạ? Thứ ba mệt không ạ? Thứ tư, thứ năm, thứ sáu mệt không? Là thứ bảy. Mình chơi chữ thôi, nói vui thôi, nhưng mà thật ra có quá nhiều thứ mệt mỏi. Có mỗi thứ bảy là sao ạ? Dạ, thứ bảy và chủ nhật là rất là vui. Dạ. Vì vậy hỡi ông bà anh chị em, khi nào mình thấy không còn muốn đi hội thánh, mình cần phải đến với hội thánh của Chúa, vì đó là cơ hội mà chúng ta sẽ được thay đổi, được nâng đỡ. Khi mà hôm qua tôi với anh Liêm ngồi cầu nguyện tại đây đó, chúng tôi đếm lại 1 năm mà Chúa đã làm những cái công việc rất là nhỏ, mình trông là nhỏ thôi, rất là chậm rãi và âm thầm trong hội thánh thôi. Nhưng mà tôi với anh Liêm cầu nguyện tại đây và nói cám ơn Chúa, 1 năm đã qua Ngài đã làm những cái điều mà chúng ta thấy là bình thường nhưng thật ra là rất phi thường của Chúa ở trong hội thánh của mình đó. Ngài đang làm những điều để người ta có thể thấy được Chúa đó. Tôi có thể nói là đối với Chúa đó, Ngài rất là nhịn nhục đó ông bà anh chị em. Và có một điều khác mà tôi muốn khích lệ hội thánh đó là sao? Ngài rất là nhu mì đó ông bà anh chị em. Và Ngài rất là kiên nhẫn với chúng ta đó. Cho nên tôi anh Liêm ngồi đây đếm lại những ơn lành của Chúa dành cho cá nhân, dành cho gia đình, dành cho chính hội thánh của mình. Lòng chúng tôi biết ơn Ngài đó ông bà anh chị em. Đó là lý do là chúng ta cần có hội thánh của Ngài. Hội thánh của Chúa là một món quà mà Ngài dành cho chúng ta. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Hãy hình dung nhé. Nếu không có sự Giáng sinh của Chúa, thì thế giới chúng ta đang sống bây giờ sẽ như thế nào? Ông bà anh em hình dung xem. Hãy hình dung xem ạ. Nếu không có sự Giáng sinh của Chúa, mọi người được thoải mái không? Rất thoải mái. Đúng không? Dạ. Muốn làm gì thì làm.
Dạ, không không có ngày chủ nhật để nghỉ. Chúa ông nói là nếu không có sự giáng sinh không có ngày chủ nhật để nghỉ. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng dù chúng ta có nhiều khi thấy ồ hội thánh này rồi mọi người cứ nói là làm cái này đừng làm cái kia rồi mọi cái và thậm chí xã hội đó họ lên án hội thánh, nhưng ông bà anh chị em biết nếu không có hội thánh á, thế giới này là cái gì mọi người biết không ạ? Là địa ngục đó ông bà anh chị em. Hãy suy xét lại đi. Nếu không có hội thánh của Chúa, không có sự giáng sinh của Chúa Giêsu đó, thế giới này là một địa ngục đó ông bà anh chị em. Mọi người có tin không ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ không có bạn bè, không có bạn hữu đó ông bà anh chị em, chỉ có đối thủ thôi. Và chắc chắn chúng ta chỉ có nhìn mọi người trong vấn đề lợi nhuận và người đó đem lại cho ta cái gì thôi. Không có vấn đề đạo đức của lương tâm ở đâu nhé. Đó là do tại sao trong cái 155 ngày kỷ niệm mà cái convert của chúng ta đó, người ta chiếu là những bộ phim về giáo vụ convert Việt của Chúa, convert Mỹ đã đem phúc âm của Chúa đến với những cái sắc tộc ăn thịt người ở vùng Ấn Độ Đông Bắc anh chị em. Phải mấy chục năm sau đó, bởi tin lành của Chúa đó đã thay đổi để người ta không còn ăn thịt nhau nữa. Người ta không còn bộ tộc này ăn thịt bộ tộc kia trong cái chiến tranh nữa. Đó là sức mạnh của sự giáng sinh của Chúa Giêsu đó ông bà anh chị em. Và chúng ta ngồi đây chúng ta thấy ở cuộc sống bây giờ mình được hiện đại, được mọi cái, có luật pháp, có trật tự. Nhưng xin thưa là 95% các luật của tiểu bang nước Mỹ đó là nằm ở trong Kinh Thánh đó ông bà anh chị em. Và nếu không có sự giáng sinh của Chúa đó, tôi nói thật ông bà anh chị em chẳng có tình nghĩa, chẳng có vợ chồng, chẳng có gì đâu, không có bạn hữu đâu ông bà anh chị em. Không có cái sự chân thật, chân thành hay là yêu thương tha thứ đâu ông bà anh chị em. Vì khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã đem đến thế giới này một cái điều khác hơn. Đó là chính điều lẽ thật, sự sống và sự tốt lành của Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời cho thế giới này đâu ông bà anh chị em. Vì vậy tôi chỉ có thể nói với ông bà anh chị em đó là Giáng sinh ấy, nhiều khi nó trôi qua trong cái tâm trí của chúng ta. Nó chỉ là một mùa giảm giá, nó chỉ là một cái kỷ lễ. Nhưng thật sự ông bà anh chị em ơi, nếu không có Giáng sinh đó, thế giới này đã là một địa ngục rồi ông bà anh chị em. Đồng ý là chúng ta đang sống trong một thế giới mình thấy vẫn còn những cái điều tăm tối, vẫn còn điều đau đớn trong cuộc đời này. Nhưng hãy hình dung là nếu không có Giáng sinh của Chúa Giêsu đó, nó còn khủng khiếp gấp triệu lần đó ông bà anh chị em. Hãy suy xét về điều này. Vì vậy, hôm nay tôi muốn có một cái điều mà trăn trở trong lòng và muốn nói với ông bà anh chị em. Đó là có quà Giáng sinh của Chúa là một món quà không phải nhiều khi chúng ta đã mở trọn vẹn đâu mà anh chị em. Tôi nhớ là khi ở Philippines, ấy, một lần tôi kể ông bà anh chị em rồi, chúng tôi gặp rất nhiều cái khó khăn về tài chính, về mọi cái để đi học. Thì khi đó thì chúng tôi không có khả năng để đi thực tập. Thì cảm ơn Chúa là có một cái chú ở trong hội thánh mà tôi kể mọi người đó. Chú bị tai biến xong rồi chú đi cái chân chú nó cứ khập khiễng đó. Chú đi cái đôi giày bị cũ rồi, đeo cái ba lô bị sờn rách rồi chú đến chú đưa cho tôi một cái phong bì. Và khi tôi nhận cái phong bì của chú xong ấy, thì tôi nghĩ chắc là được 50 đồng, 50 peso của Philippines á, chắc là 10.000 tiền Việt. Nhìn cái cảnh của chú như vậy, tôi về nhà, tôi cũng không có để ý đâu bà anh chị em. Và khi vợ chồng tôi đang ngồi đó, tôi mới bóc cái phong bì đó ra mà nghĩ là 200 đô của chú và anh chị em. Ồ, vì tôi nghĩ là cái người nghèo này thì chắc là họ chỉ cho mình được... Vì chú vẫn phải đi bộ từ nhà đến cái YWAM Bay đó để phục vụ mọi người. Vì chú muốn tiết kiệm tiền xe. Vậy mà khi và tôi không thể nhận cái số tiền được. Tôi chạy xuống tôi nói là chú Winston à, cháu không thể nhận cái số tiền này được. Vì nó là tất cả tài sản của chú đang ở nhờ nhà của em mình, phải đi bộ đến Bay YWAM để phục vụ mỗi một ngày. Với cái số tiền này cháu không có thể là, cháu rất cần nhưng mà cháu không có thể nào nhận cái số tiền này được. Chú nói như thế này. Khi mà chú làm bệnh viện á, chú bị đột ghét sốc á, chú làm bệnh viện á, thì có một người giáo sĩ họ đến họ cầu nguyện, họ thăm và họ cho chú cái số tiền này. Nhưng mà khi chú nhận lấy nó đấy, thì chú biết rằng nó không thuộc về mình mà còn thuộc về một người nào khác. Cho nên là giữ 2 năm rồi, nó có nhàu nhĩ hết và hôm nay thì chú biết được rằng nó thuộc về vợ chồng cháu và các con. Chú đưa cho tôi. Tôi muốn nói ông bà anh chị em là tôi không phải là về cái số tiền đâu ông bà anh chị em. Và tôi nói về sao?
mình nghĩ về Chúa đấy là một cái món quà rất là nhỏ và mình không quan tâm đến nó. Cũng vậy ông bà anh chị em biết sao? Giáng sinh đấy là một món quà nhiều khi chúng ta chưa mở đâu ông bà anh chị em. Vì sao mình chỉ biết ồ Giáng sinh là Chúa đã đến, Giáng sinh điều này điều kia thôi. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, mình sẽ không biết được món quà này nó thật sự lớn như thế nào. À, để rồi mình có thể mở ra. À, chúng ta đang có trên tay mình là iPhone đúng không ạ? Rồi, à, mọi người biết ở trong iPhone này có một ứng dụng gì không ạ? Nếu mình không cần dùng đến và mình chỉ cần gọi thì sao ạ? Mọi người có biết không? Có cái gì ạ? Dạ, Siri đó đúng không ạ? À, rất là đơn giản. Chỉ cần mình kêu một tiếng thôi thì sao? Sẽ help mình. À, vì vậy có một cái chàng cậu thanh niên người Mỹ chúng ta đọc báo chúng ta biết. À, cậu bị chạy xe và sau đó cậu rớt xuống cái vùng suối Anh Cường, biết Anh Cường là thông tin anh update biết, và cậu rớt xuống cái dòng sông nước lạnh đó và nước nó tràn vào và cứng người rồi hoảng sợ không biết làm gì thì gọi sao? Hey Siri, gọi 911, và thế là anh ta được cứu. À, trên đó do nhiều khi chúng ta không biết đâu, cái món quà mà Chúa ban cho mình đó nó rất là gần gũi với cuộc đời của mình. Và khi chúng ta mở cái gói quà Giáng sinh của Chúa Giêsu ra cho cuộc đời của mình ấy, mình sẽ không ngờ rằng nó còn có nhiều những cái điều tốt lành hơn hơn rất nhiều điều mà chúng ta nghĩ về chính vì Ngài. Vì đó lý do hãy muốn trong buổi sáng hôm nay tôi muốn là nói với ông bà anh chị em biết là món quà mang tên Giáng sinh đó là một món quà mà chúng ta chỉ cần nhận nó, tin nó và kêu cầu về nó. Cái đó là điều mà tôi muốn hội thánh chúng ta sẽ suy nghĩ về điều này. Dạ xin chiếu lại cho cái câu gốc của Esai đoạn 56 từ câu 1 đến câu 7. Xin chiếu lại giúp cho cái phần mà cứ giữ nguyên ở đấy thôi. Dạ đây là đoạn kinh thánh mà khi tôi đọc đến nhiều lần rồi tôi nói với Chúa là Chúa ơi, ở trong này con thấy là Ngài có nói về cái sự Giáng sinh, nhưng mà là một đoạn kinh thánh không phải là chúng ta mới đọc chúng ta thấy được điều gì ở trong này cả. Và mình cần phải đọc lên, đọc xuống, đọc tới, đọc lui. À, tôi sẽ đọc và chúng ta sẽ thấy được Chúa Ngài, nhiều khi Ngài thử thách chúng ta một chút thôi để chúng ta kiên nhẫn. À, chúng ta biết là cái người đàn bà quá đến xin Chúa Giêsu cho sự chữa lành đúng không? Thì Chúa Giêsu làm khó với bà. Chúa nói là sao ạ? Ngươi nghĩ sao nếu như là bánh để cho con cái ăn chứ đâu có thể cho chó được? Thì bà nói là không sao Chúa, con cái ăn xong rồi còn mấy cái mảnh vụn á, nó rớt xuống thì cho chó cũng được. Bà ấy lại xin Chúa cho bà cái sự cứu rỗi. Và chúng ta biết là không phải là Chúa Giêsu Ngài hẹp hòi với bà đâu, nhưng mà Ngài đang đặt ra một cái thách thức cho bà. Cho nên Ngài nói sao? Không, trước hết phải cho con cái ăn bánh đã. Và sau đó thì bà đã nói với Chúa như vậy. Và Chúa Giêsu nói bà sao? Hãy về đi, con của người đã được lành. Cho nên là đối với lời của Chúa đấy, nhiều khi chúng ta đọc lướt qua ấy, chúng ta sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Nhưng nếu chúng ta nói là Chúa ơi, Ngài giúp cho con tìm hiểu được phía dưới lời này của Ngài có điều gì Ngài muốn dạy dỗ con. Tôi đảm bảo ông bà anh chị em 100 lần chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta mở tấm lòng của mình đó, Chúa sẽ dạy dỗ mình. Đừng lo. Tôi đã từng đọc sách Hebrew 10 lần chả hiểu gì cả. Và sau đó tôi nói là Chúa ơi, Ngài dạy cho con, bởi vì rõ ràng là Ngài viết lên Kinh Thánh, Ngài biết nó là thế nào. Nên đó do chúng ta sẽ hiểu. Đây là một đoạn Kinh Thánh mà tôi đọc cho chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy giữ điều chánh trực và làm sự công bình. Vì sự cứu rỗi của ta đến gần, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. Phước thay cho người làm điều đó và con người cầm giữ sự đó, giữ ngày Sa-bát. Đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào. Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng này ta là cây khô. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, những kẻ hoạn hay giữ ngày Sa-bát, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ và một danh tốt hơn danh của con trai con gái, ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi,
các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế và cầm giữ lời giao ước ta. Thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta, của lễ thiêu và hy sinh của họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho nhiều dân tộc. Câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn đặt ra cho ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay, một cái thách thức đó, đó là khi chúng ta đọc những lời kinh thánh này đó, thì ngay trong tâm trí của chúng ta đấy, nó sẽ có một cái câu hỏi đặt ra là đoạn kinh thánh này chép gần 3.000 năm trước, nó có liên quan gì đến tôi? Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta biết vì sao mình bỏ mất đi cái phước hạnh của lời Chúa không? Bởi vì nhiều khi mình không thấy đoạn kinh thánh này liên quan gì đến ta. Đó. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý ông bà anh chị em. Khi mà chúng ta đọc đoạn kinh thánh này, thì điều đầu tiên mà tôi muốn ông bà anh chị em nhớ nhá, đó là cách đây gần 3.000 năm, Đức Chúa Trời Ngài đã gửi điều này chính xác cho chú Hồng, cho Nam, cho tất cả mọi người trong này, một cách cá nhân ông bà anh chị em. Bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu mới nhìn nhận lại là cái này có liên quan đến tôi không đấy, và chúng ta biết rằng nó liên quan đến mình đó, thì mình sẽ có sự chỉ dẫn đông bà anh chị em. Vì vậy, một trong những điều mà tôi muốn ông bà anh chị em nhớ lại điều này đó, đó là trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 đó, là Chúa nói sao? Chúa làm nên mình là giống như hình ảnh của Ngài. Điều tôi đang muốn nói ông bà anh chị em đây đó là gì? Tất cả những lời ở trong Kinh Thánh này đều liên quan đến chúng ta đó ông bà anh chị em. Và nếu chúng ta bắt đầu dừng lại và nói rằng nếu lời này liên quan đến con, thì Ngài chỉ cho con biết nó sẽ chữa cuộc đời con như thế nào, ông bà anh chị em ơi. Đây chính là điều mà chúng ta đã bỏ qua. Đó là chúng ta, thứ nhất là không đọc Kinh Thánh. Thứ hai là chúng ta muốn người khác đọc Kinh Thánh cho mình, chứ không phải là mình đọc Kinh Thánh. Cho nên là ví dụ anh Thông mà viết cái thư chị Thảo đó, thì chị Thảo chị sẽ đọc, chị sẽ hiểu. Cũng vậy, hôm trước chúng ta nhớ Mục sư Hùng Bờ Đeo đấy không ạ? Ông nói là nhận một cái thư từ chối của cô bạn gái của mình mà đọc tới đọc lui, đọc đi đọc lại một cái thư không có gì hay cả, nhưng mà anh vui trong lòng, anh nói bỏ cảm ơn Chúa, ít nhất là cô đấy đã trả lời cho mình. Và anh nói hôm đấy mình đứng mình nghe Mục sư Hùng chia sẻ mình thấy đâu, ông sướng âm ỉ đúng không? Khi ông chia sẻ sau mấy chục năm mà mình nghĩ là cái cảm xúc của ông vẫn tuôn trào là sao? Sung sướng quá, chờ một ngày, hai ngày, một tuần. Rồi cô ấy viết thư cô đấy là anh viết em chẳng hiểu gì cả vì sai lỗi chính ta. Nhưng mà ít nhất là sao ạ? Là cô ấy đã trả lời và sướng cả ngày lẫn đêm luôn. Thưa ông bà anh chị em, đối với Kinh Thánh cũng vậy. Khi mình có một cái quyết định là Chúa ơi, nếu đây là điều mà Ngài viết cho con, Ngài chỉ cho con biết, đúng không? Rồi chúng ta thấy là tôi thấy ở đây tôi sẽ đọc trong bản Kinh Thánh của tôi luôn. Ở đây từ câu 3 đó ông bà anh chị em, người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Chúa Trời chớ nên nói rằng Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Ông bà anh chị em ơi, đây là lá thư mà trước đó gần 3.000 năm, khi mà chỉ có người Israel thôi là được gọi là người được chọn của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã viết điều này cho chúng ta ngày hôm nay đâu ông bà anh chị em. Người ngoại đó, mình thấy không? Người ngoài nghĩ rằng mình không xứng đáng, mình không đủ tiêu chuẩn. Có lẽ là mình bước vô cái là người ta đưa cho cái bảng sát hạch về điều răn mạng lệnh là mình fail, đúng không? Nhưng mà đây lời Chúa nói sao? Người đó, Ngài không bỏ rơi. Nhưng mà có một người khác, một bài anh chị em. Đến câu thứ tư là chúng ta sẽ nhìn thấy cái tấm lòng của Chúa đây. Kẻ hoạn cũng chớ lên nói rằng này ta là cây khô, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy. Chúng ta biết người hoạn là sao ạ? Tức là chúng ta biết là trong con người đó, những người mà làm trong công việc ở trong cung vua đó, để đảm bảo tất cả những cái vấn đề tránh rắc rối xảy ra đó, thì người ta đều trở thành hoạn quan hết ông bà anh chị em. Và hoạn quan thì chúng ta biết rồi, không phải nam cũng chẳng phải nữ ông bà anh chị em ạ.
Mình đứng với đàn ông thì sao ạ? Họ nói là mình không thuộc về họ. Mình đứng với nữ thì sao ạ? Họ nói mình chẳng giống họ. Và chúng ta biết là người hoạn ở trong cái hệ thống các cái công việc đấy, nó là một cái giai tầng mà tôi nói là nó không thuộc về đâu ông bà ấy. Nửa chim, nửa chuột ông bà ấy chăng, nửa nó không thuộc gì cả. Và chúng ta thấy không ạ? Tại sao Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời lại nói điều này trong một cái cuốn sách được gọi là Kinh Thánh ấy? Những cái người này là người không có hy vọng ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa nói sao? Người ngoại và ngay cả kẻ bị hoạn chớ nói điều đó. Tôi đang muốn ông bà anh chị em nhìn thấy là sao? Chúng ta nhiều khi mình lướt qua những con người mình gặp trên cuộc đời, mình nói là cái người này là người bỏ đi. Tôi đánh giá là cái người này là ở, nhìn chú Hồng chỗ này là chắc chắn là không có có thể là giúp gì cho cái thương mại của tôi rồi. Nhìn chú Hồng này tôi thấy là trông là mình mới scan chú từ đầu đến chân đúng không? À, giày này, quần này, ô trông không có cái gì trên người đáng giá cả. Cho nên là sao? Mình sẽ lướt qua chú. Nhưng chúng ta nhìn thấy không ạ? Khi Đức Chúa Trời Ngài nói điều này đó, Ngài có lướt qua ai không ạ? Ngài không hề lướt qua ai hết. Kể cả dân Ngài, dân ngoài và ngay cả cái người mà bị coi thường nhất ấy, Ngài không lướt qua họ đâu bà anh chị em. Mình nhìn thấy không ạ? Đây là một lá thư mà tôi nói với ông bà anh chị em, nó được viết gần 3.000 năm trước để chúng ta hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta bắt đầu mở cái cánh cửa đấy ra rồi đó, giống như mình mở cái món quà để mình biết là sao? Chúa Ngài thật sự yêu con đúng không? Dù con khiếm khuyết cách nào Chúa yêu con đúng không? Dù con không phải là dân chọn của Ngài, mà Ngài có cho con cơ hội đúng không? Mình bắt đầu mở món quà ra, mình mới thấy được phía dưới nó còn nhiều điều tốt lành trong bản chèm. Đó là vấn đề mà Chúa đã viết ta. Kẻ hoạn hay giữ ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, một danh tốt hơn danh của con trai con gái ta. Không bà anh chị em thấy không ạ? Một cái người tầm thường như vậy mà Chúa hứa sao ạ? Nếu họ hướng về Chúa và tìm kiếm Ngài đó, Ngài ban cho họ danh còn tốt hơn ai ạ? Tốt hơn cả người Israel, người được chọn đâu bà anh chị em. Mình thấy tấm lòng của Chúa không ạ? Mình để sao con mình là số mấy được chưa? Con mình là số 1, còn con thầy cô là số 2, ok? Không có cách nào con của thầy cô là số 1 mà con đang là số 2 được cả. Mọi người đồng ý với tôi không ạ? Nhưng mà trong này mình thấy Chúa nói sao? Ngay cả cái người bị hoan, cái người mà nó tầm thường nhất đó, Chúa nói sao? Nếu con hướng về Chúa đó, thì ta sẽ ban cho con một tên, một danh ghi trên tường, mà danh còn hơn cả danh của con trai con gái ta đâu mà anh chị em. Mình thấy Chúa tốt lành đúng không ạ? Quá tốt lành đúng không? Cảm ơn Chúa. Tôi đọc đây tôi thấy hồi tâm lòng của Chúa. Các người ngoại về cùng Đức Giê-hô-va đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài. Tức là những thầy hết những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế và cầm giữ lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Rồi cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ trong Thi Thiên nói ai sẽ lên núi thánh của ta, và sau đó liệt kê ra là rất nhiều cái tiêu chuẩn đúng không? Nhưng mà đây Kinh Thánh nói sao? Người ngoại đã yêu mến Ngài và trời, Ngài đem họ lên núi thánh của Ngài đông bài chèo đó. Chúng ta thấy không ạ? Toàn bộ Kinh Thánh chỉ nói về món quà mà Chúa sẽ ban cho chúng ta, và Ngài muốn gửi cho chúng ta trong ngày Giáng sinh này để chúng ta nhận lấy nó và chúng ta biết được rằng Ngài yêu chúng ta đến giường nào đâu ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, hallelujah, ngợi khen Ngài. Vì vậy hỡi ông bà anh chị em, điều trắc trở mà tôi đang muốn nói ông bà anh chị em đây, đó là trong Kinh Thánh có nói là dân ta bị diệt vì thiếu sự hiểu biết. Dạ. Cái từ dân ta này đó là một cái tiếng mà đau đớn, giống như chưa nói là con ta đâu bà anh chị em. Và Ngài đang nhắc nhở chúng ta là chúng ta là dân của Ngài. Ngày hôm nay hội thánh của chúng ta, những người ngồi trong căn phòng tại Nova này, có phải là dân của Ngài không ạ? Dạ. Có đúng không ạ? Dạ, mình phải được thức tỉnh về điều này. Dân ta, ok. Như vậy là mình biết là cảm ơn Chúa, như vậy là mình là dân của Ngài. Mình phải biết được điều này đó, bà anh chị em. Mình biết được điều này, mình sẽ được thức tỉnh đó, bà anh chị em. Còn mình mà nghĩ rằng mình là dân Mỹ thì chưa đâu, bà anh chị em. Mình phải biết mình là dân của Ngài, mình sẽ được. Đây là điều mà tôi nói ông bà anh chị em, nó rất là quan trọng đó ông bà anh chị em. Vì dân của Ngài đó,
Vì vậy hỡi ông bà anh chị em, mỗi chúng ta đều là dân của Ngài. Và rồi mình phải xem nhé. Mình xem là sao ạ? Vì mình là dân của Ngài, vì mình là con dại thì sao ạ? Cái mang nên Chúa phải giúp mình. Dạ, đó lý do mà tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em. Trong mùa Giáng sinh này đó, không phải là chúng ta sẽ thấy một vài cái khung cảnh Giáng sinh hay là ấy đâu, mà chúng ta sẽ nhìn thấy là trọn vẹn trong Giáng sinh này là cái tấm lòng và sự cứu giúp của Chúa Ngài dành cho chúng ta đâu ông bà anh chị em. Đó là cái cách mà Chúa Ngài phải làm cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy tôi muốn khích lệ ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ mở cái món quà của mình đúng không ạ? Tôi muốn hỏi là từ lâu rồi có ai mở món quà mà Chúa ban cho mình chưa? Món quà Giáng sinh đó. Hay là chỉ mở quà Giáng sinh mà của chồng hay vợ tặng mình thôi đúng không? Hôm nay phải mở món quà Giáng sinh mà Chúa ban cho chúng ta. Cái đó là món quà mà tôi muốn ông bà anh chị em mở. Dạ. Cảm ơn Chúa. Có một câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ để ông bà anh chị em thấy được cái tấm lòng của Chúa dành cho chúng ta, để chúng ta thấy được cái món quà tốt lành mà Chúa dành cho chúng ta nhé. Đó là vào đêm 13 tháng 11 năm 1953, tại một trạm cứu hỏa ở Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, Eric, một lính cứu hỏa trẻ tuổi, nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu trong ca trực. Tuy nhiên anh không hề biết rằng nó sẽ đánh thức cả thủ đô trong đêm đó. Xin chào, chúng tôi là đội cứu hỏa, hãy nói. Thoạt đầu không có câu trả lời nào ở đầu dây bên kia. Tuy Eric có thể nghe một tiếng thở nặng nề, đột nhiên một giọng phụ nữ cất lên. Xin hãy giúp tôi không thể đứng lên, tôi đang chảy máu, làm ơn. Đừng lo thưa bà, Eric trả lời. Bà đang ở đâu, chúng tôi sẽ đến ngay. Nhưng mà đây là câu trả lời, tôi không biết nữa. Vậy có phải bà đang ở nhà không? Hình như là vậy, tôi nghĩ mình đang ở nhà. Bà có biết nhà mình ở phố nào không? Tôi không biết nữa, tôi cảm thấy choáng váng và đang chảy máu. Vậy ít nhất hãy cho tôi biết tên của bà. Tôi không còn nhớ, tôi bị đánh vào đầu. Eric nhanh chóng dùng một chiếc điện thoại khác để gọi cho công ty điện thoại. Người bắt máy là một người đàn ông lớn tuổi. Xin lỗi, phiền ông giúp tôi tra thông tin số điện thoại hiện đang gọi đến sở cứu hỏa ngay lúc này được không? Thưa, tôi rất tiếc, tôi không thể, tôi chỉ là một người bảo vệ ban đêm. Tôi không hiểu chút nào về công việc ở đây. Hơn thế nữa, hôm nay là thứ Bảy, nên không có ai trực ở văn phòng cả. Chúng ta phải nhớ đây là năm 1953, chứ không phải là như bây giờ. Bây giờ chúng ta bấm cái là người ta sẽ biết mình đang ở đâu đúng không ạ? Đó là câu chuyện kế tiếp. Eric gác máy, anh đã tìm ra một phương án khác. Anh tiếp tục hỏi người phụ nữ, làm sao bà tìm được số điện thoại này, thưa bà? Số điện thoại được lưu trong điện thoại này tôi đã vô tình tìm thấy khi cảm giác mình bị đánh và tôi gọi cho anh. Vậy xin hãy nhìn vào số điện thoại, bà có nhìn thấy số điện thoại nhà mình trên đó? Không, tôi không có dãy số nào cả, xin hãy đến nhanh được không? Giọng nói của người phụ nữ đang yếu dần, gần như sẽ nhanh chóng ngất đi. Xin hãy cho biết bà nhìn thấy gì xung quanh? Tôi nhìn thấy một chiếc cửa sổ, bên ngoài là đường phố và có đèn đường. Tốt, vậy chiếc cửa sổ của bà trông thế nào? Nó hình vuông đúng không? Eric tiếp tục hỏi. Không, nó hình chữ nhật. Vậy là nhà của người phụ nữ ở trong khu phố nhà cổ. Trong phòng bà có đèn không? Trong phòng bà có đèn không? Có. Và đây là câu trả lời cuối cùng mà Eric nhận được từ người phụ nữ đó. Eric biết mình không còn thời gian để cứu người phụ nữ này. Anh gọi ngay cho đội trưởng tóm tắt lại toàn bộ tình hình. Bất khả thi, chúng ta không thể nào tìm thấy một người phụ nữ ấy. Người đội trưởng quả quyết. Tuy nhiên chàng trai trẻ không muốn từ bỏ cứu người, vẫn là ưu tiên hàng đầu của lính cứu hỏa. Bỗng nhiên anh nảy ra một ý kiến khiến đội trưởng lo sợ đến tái mặt. Cậu sẽ làm cho tất cả mọi người tưởng rằng thành phố sắp sửa có một cái trái bom hạt nhân phát nổ. Không, tôi cầu khẩn ngài đấy, Eric nhấn mạnh. Xin hãy hành động nhanh vì nếu không chắc chắn sau này chúng ta sẽ hối hận. Sau một vài giây yên lặng, đội trưởng quyết định, thôi được, hãy làm theo kế hoạch đó. Tôi sẽ đến ngay. 15 phút sau, 20 chiếc xe cứu hỏa của thành phố đi khắp các ngã đường, tiến đến mọi ngóc ngách của thủ đô Copenhagen. Eric vẫn giữ kết nối với người phụ nữ, câu hỏi từ giờ đầu đến cuối đấy giờ. Lúc ấy người phụ nữ đã không còn nói được, nhưng Eric vẫn có thể nghe thấy tiếng thở rất yếu ớt. Cùng đội trưởng ngồi trên một trong 20 chiếc xe cứu hỏa, Eric chăm chú lắng nghe những tiếng động ở đầu dây bên kia. Anh đã nghe thấy gì chưa? Đội trưởng nói, thưa chưa. 10 phút sau khi xuất phát, Eric reo lên, tôi đã nghe thấy tiếng còi cứu hỏa trong điện thoại. Hóa ra đêm đó 20 chiếc xe cứu hỏa
được cử đi các nẻo của Copenhagen chính là cách Erik đã tìm ra để xác định được vị trí của người phụ nữ bất hạnh đang nằm một mình với vết thương chảy máu trên đầu. Đội trưởng nhanh chóng thông báo toàn bộ trên bộ đàm, xe số 1 tắt còi. Tôi vẫn còn nghe tiếng xe, chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi nhanh chóng thông báo. Đội trưởng tiếp tục ra lệnh các xe cứu hỏa khác tắt còi. Đến chiếc thứ 12 thì người ta phát hiện ra là chiếc xe này đang ở gần nhà người phụ nữ. Đó. Tôi đã nghe thấy tiếng còi một lần nữa nhưng nó càng ngày càng nhỏ đi. Và thế là đội trưởng hạ lệnh chiếc xe 12 quay trở lại. Và khi chiếc xe tiến gần đến ngôi nhà của người phụ nữ ấy, tiếng còi ngày một to hơn. Xe số 12 xin hãy tìm cửa sổ còn đèn đang bật. Chàng lính cứu hỏa tiếp tục chỉ dẫn. Nhưng có hàng trăm cửa sổ đèn ở trong khu nhà người phụ nữ này. Erik nhanh chóng nói qua điện thoại. Chiếc điện thoại được đặt sát loa phóng thanh để mọi người trong tòa nhà đều thể nghe. Ngay lập người dân của thủ đô Copenhagen xin hãy giúp đỡ chúng tôi tìm một người phụ nữ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi chỉ biết rằng bà đang ở trong một căn hộ sáng đèn. Xin mọi người hãy tắt hết đèn trong nhà của mình để chúng tôi có thể xác định được vị trí của bà. Ngay lập tức, bóng tối của đêm tháng 11, chiếc xe số 12 đã nhìn thấy chiếc cửa sổ duy nhất có ánh đèn sáng. Họ đã tìm thấy bà ấy. Đây là một cái câu chuyện mà nói về cái nỗ lực để cứu một người của một người lính cứu hỏa. Bởi vì sao trong một cái thành phố rộng lớn này mình không thể biết được cái bà nằm ở cái nhà nào. Thì anh đã nói là giải 20 chiếc xe cứu hỏa chạy đi và anh sẽ chụp điện thoại. Và anh nói là cứ tắt dần từng chiếc xe và khi nào anh nghe thấy điện thoại vọng trên xe cứu hỏa trên điện thoại thì biết chiếc xe nó gần cái nhà đó. Và anh nói là chiếc xe hãy chạy tới chạy lui là nó gần cái nhà. Và sau đó anh nói là vì cái nhà đó sáng đèn nên yêu cầu dân cư ở khu đó tắt đèn để lại một chiếc đèn. Và người ta đã tìm ra người đàn bà này. Kính thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời cũng vậy ông bà anh chị em. Vì chúng ta là dân ai ạ? Dân của Ngài. Cho nên là Ngài đã tìm mọi cách để cứu chúng ta. Câu chuyện này chỉ là một minh họa về việc người ta cố gắng để cứu một người. Tuy nhiên không phải lúc nào người ta cũng có thể làm được. Nhưng Kinh Thánh thì nói với chúng ta sao ạ? Đức Chúa Trời, Ngài đã làm được điều đó. Và đó là do xin chiếu cho tôi cái Esai đoạn 9 câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy giữ điều chánh trực. Tiếp. Đoạn 9 mà, ở dưới mà. Tiếp đi con. Dạ. Dân đi trong tối tăm đã thấy sự sáng lớn và sự sáng chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều, thêm cho sự vui mừng cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta gieo vui trong lúc chia của cướp. Tiếp đi con. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luật, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Kính thưa Hội Thánh, nói về sự Giáng sinh của Chúa đó, thì chúng ta phải biết là không phải là 2019 năm về trước đâu. Giáng sinh của Chúa đã bắt đầu từ trước khi Chúa tạo dựng nên trời và đất này. Và đó là kế hoạch của Chúa và sự đeo đuổi của Ngài dành cho cuộc đời của chúng ta. Và đó là lý do mà tại sao ở trong Galati đoạn 4, câu 4 đến câu 5 mà câu gốc chúng ta đọc với nhau đó, đó là kỳ hạn đã được chọn đó ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài đến, sinh ra dưới luật pháp để chuộc chúng ta và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài đó ông bà anh chị em. Vì vậy hỡi Hội Thánh của Đức Chúa Trời, phần của Ngài đó là Ngài đã làm rồi. Phần của Ngài là một món quà mà tôi tin rằng là sao ạ? Không phải mùa Giáng sinh chúng ta mới nhận được đâu. Phần của Ngài là mỗi một ngày món quà cứu rỗi đó vẫn đang ở trong nhà của chúng ta. Thái Bình nhận được quà chưa? Có rồi đúng không? Có điều là mở chưa? Chưa mở. Như vậy tôi muốn trong cái mùa Giáng sinh này nhắc nhở. Anh Nam mở chưa? Mở hé đúng không? Cảm ơn Chúa. Điều mà tôi muốn ông bà anh chị em hiểu được buổi sáng hôm nay đó là chúng ta mới mở hé hé thôi. Hoặc là mới thấy là ồ cảm ơn Chúa quá. Món quà này đến từ Chúa hả? Tưởng đến từ mấy đại gia nào chứ đến từ Chúa. Chắc cũng còn nhỏ đúng không?
Nhưng thưa hội thánh, món quà đó không nhỏ đâu. Có thể là rất giản dị đơn sơ, nhưng món quà đó, đó giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta, đúng không bà anh chị em? Như vậy là có ai là chưa nhận món quà đâu ạ? Có ai không ạ? Rồi tôi muốn chắc chắn là tất cả chúng ta đều nhận cái quà đó rồi. Bởi vì Chúa có hỏi tôi, có nhờ tôi là người delivery mà tôi phải hỏi. Không nghe là anh Phú nhận chưa? Nhận rồi, rồi. Hai muốn chắc chắn là anh đã nhận rồi á. Dạ, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo. Là sao ạ? Mở nó ra, đúng không? Rồi, cảm ơn Chúa. Anh Tâm nhận chưa? Tại vì lúc anh không nghe đó, giờ anh cảm ơn Chúa. Điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần nhìn thấy ở đây, đó là trong Ê-sai đoạn 9 mà tôi Phúc Nguyên vừa chiếu đó. Không cần chiếu lại đâu, tôi sẽ cho ông bà anh chị em thấy điều này. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu ở trên những kẻ thuộc về bóng sự chết. Đây là vấn đề rất là quan trọng mà ông bà anh chị em cần phải nhìn thấy. Đó là mình phải bắt đầu nhìn lại cái cuộc đời của mình đó. Mình thấy là mình đã làm đủ cách rồi, mình đã làm mọi cách rồi, và mình cũng đã hết cách rồi, và nó không có một cái dịch chuyển gì đó. Thì mình được nhắc nhớ là sao? Mình đã, có lẽ mình chưa ra khỏi nơi tối tăm, và có lẽ một điều nào đó thuộc về cái sự chết, nó đang, bóng sự chết nó vẫn đang bao phủ trên cái cuộc sống của mình. Mình phải ý thức được điều này, ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta biết sao? Mình sẽ không khi nào muốn uống nước cho đến khi mình khát đồng bà anh chị em. Vì nếu mình đang sống trong cuộc sống này mà mình thấy là mình ổn, mọi điều đang tốt lành và đang trong sự kiểm soát của mình đó, mình sẽ không cần Đức Chúa Trời đâu bà anh chị em. Nhưng khi mình thấy rằng là sao ạ? Cuộc đời của mình đã cố gắng và nỗ lực rất là nhiều, và khi mình trải qua nửa đời, 2/3 cuộc đời mà mình thấy nó chưa dịch chuyển và vẫn chỉ là khó khăn và tăm tối đó, thì mình cần phải hỏi mình là vậy mình sẽ tiếp tục sống như thế này sao? Đúng không ạ? Đó là lý do mà chúng ta cần phải thức tỉnh cho tất cả mọi điều. Ý tôi không nói là chúng ta bị mù lòa, Kinh Thánh nói là mình phải hiểu được cái cảnh trạng khốn khó và mù lòa của mình, thì nó mới bắt đầu có một cái điều thay đổi trong cuộc đời của chúng ta, đâu mà anh chị. Vì vậy, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải nhận ra cái phần của mình là: Chúa ơi, con bế tắc rồi, con phá sản rồi. Tôi không nói về phá sản về tài chính đâu, cái đó cũng là một phần. Nhưng mà con phá sản về mọi cái kế hoạch của con phá sản về mọi cái sự tính toán của con, cái chuẩn bị của con và mọi cái kết quả con trông đợi. Cái hôn nhân của con nó cũng phá sản này, tất cả mọi điều nó đã phá sản rồi. Và đây chính là lúc mà ông bà anh chị em ơi, cảm ơn Chúa. Ở trong đoạn này nói sao ạ? Đây là cái sự ban cho của Đức Chúa Trời cho chúng ta đó. Chúng ta không cần phải cố mà anh chị em ạ. Đúng không? Mọi người biết vì sao không ạ? Vì những tháng ngày qua mình vẫn còn ở trong bóng tối và bóng sự chết đó. Vì mình đang cố làm ông bà anh chị em. Mình đang cố đó. Nhưng mà Kinh Thánh chép sao? Chúng ta không cần phải cố. Chỉ cần mở món quà đó ra thôi, bà anh chị em. Vì một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ lấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, Đức Chúa Trời quyền năng, Cha đời đời và Chúa bình an. Tôi ước ao trong buổi sáng hôm nay khi chúng ta về mở cái câu Kinh Thánh này ra đó, chúng ta sẽ nhìn vào nó để thấy là sao ạ? Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an, đâu bà anh chị em. Mình phải nuốt những cái lời này vào trong tận tấm lòng của mình, đâu bà anh chị em. Và nếu Ngài là Đức Trời của sự bình an, đúng không ạ? Sự bình an nó mới đến với mình được. Tôi không muốn là chúng ta sẽ đọc cái điều này rồi đã qua đi trong cuộc đời của mình, mà mở nó ra và nhìn vào nó trong cái danh mục đó. Giống như sáng nay anh Liêm với cô Hằng đưa cái tờ tác dụng đó, đúng không? Mình mở món quà của Chúa ra, mình nhìn vào nó, và rồi mình sẽ đọc nó,
Và tiếp theo mình phải làm gì ạ? Giống như là cái chai dầu xả kia sao ạ? Mình phải mở nó ra. Mình phải nhận lấy nó, ông bà anh chị em. Cái khó và cái khổ của chúng ta những tháng ngày qua, thậm chí là nửa đời và 2/3 cuộc đời và sắp hết đời rồi, mọi người biết vì sao không ạ? Bởi vì mình không muốn mở nó ra. Mình đọc nó và mình thấy là ồ, Chúa tốt lành. Ai cũng nói về Chúa tốt. Đến hội thánh mà hỏi xem 100 người thì sao? 101 người nói Chúa tốt, ông bà anh chị em ạ. Có ai nói Chúa không tốt trong hội thánh không? Không hề, đúng không? Nhưng đó là mình nói thông bà anh chị em. Mình đọc hướng dẫn sử dụng thôi, nhưng mình có dùng không ạ? Mình chưa hề dùng nó, ông bà anh chị em. Cái khó của chúng ta là sao? Mình muốn sự yên ủi của con người. Mình muốn sự cảm thông của con người. Mình muốn sự giúp đỡ của con người. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chỉ có một đấng này thôi. Đấng mưu luận lạ lùng, đời đời quyền năng, bình an mới giúp được chúng ta thôi ông bà anh chị em. Về buổi sáng hôm nay tôi muốn ông bà anh chị em ơi, mở món quà của Chúa ra. Rồi một bên là sao? Nhìn nhật ký cuộc đời của mình. Ông bà anh chị em, nhìn vào bên nhật ký cuộc đời của mình và nhìn vào món quà của Chúa Giêsu và phải có một quyết định cho mình. Ngay buổi sáng hôm nay ông bà anh chị em, không phải là suy nghĩ, không phải là về nhà đâu. Ngay buổi sáng hôm nay phải có một quyết định của mình đối với Ngài. Khôi có muốn sáng nay có một quyết định cho Chúa, cho chính mình không? Phải có một quyết định em. Bởi vì chúng ta nghe và nó sẽ qua tai bên này và thế là xong. Nhưng mà nếu chúng ta có một quyết định cho mình, tôi tin rằng trong hội thánh chúng ta có người trẻ, chúng ta có thanh niên, có tráng niên, có người già. Chúng ta chứng kiến đám cưới, đúng không? Chúng ta đã chứng kiến đám tang trong hội thánh, đúng không ạ? Vì vậy, không có nhiều thời gian để chúng ta nghĩ là có nên làm theo chỉ dẫn của Chúa không. Mà chúng ta chỉ có cần một quyết định duy nhất thôi, đó là gì? Phải làm theo chỉ dẫn của Chúa ngay bây giờ và ngay hôm nay. Đừng chần chờ. Cứ hỏi những người lớn tuổi trong hội thánh, chúng ta sẽ biết. Họ là những người đã trải qua cuộc sống rồi. Họ biết rất nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Rồi điều thứ hai mà tôi muốn ông bà anh chị em nhớ nhá. Ngài chế được thì sao ạ? Ngài chữa được, ông bà anh chị em. Vợ tôi là rất ngưỡng mộ tôi về sửa điện. Tại vì sao ạ? Hồi tôi ở Philippines á, là cứ đồ điện hỏng người ta mang cho tôi. Mọi người biết sao ạ? Tôi đâu phải thợ điện đâu. Nhưng mà sao? Chỉ cần mình có cái bút thử điện thôi. Rất đơn giản. Nếu mình không biết gì đấy, mình nhìn vào một cái mạch điện đó, mình thấy là nó quá chừng cái con nhỏ xíu 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 này, đúng không? Quá. Tôi thì không phải thợ điện. Bố vợ tôi là thợ điện, nhưng mà tôi không phải thợ điện. Nhiều khi là mình chữa lành thành què là bình thường. Nhưng mà ở Philippines là những cái gì nó đơn giản tôi chữa được, đơn giản thôi. Điều đầu tiên là tôi xác định là nó còn sống không đó, có điện vào không đó. Thì tôi phải rà soát cái bảo vệ, cái cầu trì của nó trước. Và cái đó còn sống mà vẫn máy vẫn chết ấy, thì chắc chắn là nó phải chết tiếp ở những cái bộ phận khác. Và tôi phải rà soát nó, tôi đo thì tôi biết rằng là có những con nhỏ nhỏ nó chết. Thì đơn giản như vậy là chữa được. Bây giờ vợ tôi cứ nói là ước gì mà đồ điện nhà mình nó hỏng mà anh lại có cái tinh thần giống như hồi ở Philippines anh chữa cho người ta. Vì thật ra là mọi người biết sao, hồi đó tôi vì mấy cái anh đó là anh người dân tộc, anh không biết chữa cái gì cả. Anh ra chợ đồ cũ rồi anh đi ra sale anh mua được cái đồ máy giặt cũ và anh sướng lắm. Cả đời chưa giờ thấy máy giặt cả đấy anh sung sướng. À, tôi thì đau lòng, tôi nghĩ là họ thích cái máy giặt quá, cho bây giờ mình phải chữa. Rồi là cái ấm đun nước nó bị hỏng cái thứ là tôi hiểu, tôi ngồi tôi chữa cho họ. Nhưng mà có một đấng tốt lành mà tôi có thể nói với bà anh chị em, Ngài chế được, Ngài chữa được cuộc đời của chúng ta. Chỉ cần chúng ta giao nó lại cho Ngài thôi ông bà anh chị em. Ngài chữa ngon lành lắm ông bà anh chị em, không như tôi đâu. Tôi chữa cọc quạng vừa rồi là tôi chữa cái máy là hơi cho vợ tôi và cuối cùng là nó phải ra thùng rác đâu ông bà anh chị em. Không phải lúc nào tôi cũng chữa được, nhưng mà Thiên Chúa đó, Ngài luôn luôn chữa được cuộc đời của chúng ta. Dù nó là vì trong cái mạch của cuộc đời chúng ta nó có nhiều cái con nhỏ xíu này, con hôn nhân, con kinh doanh, rồi con quan hệ, rồi con sức khỏe, rồi đủ các cái loại con này. Mình nhìn vô là mình thấy nó ma trận rồi, mình không biết đứa nào và đứa nào cả. Rồi cùng với con tụ nhỏ xíu này thì có cái thì là ba cái vạch,
hai vạch đen, một vạch đỏ, một vạch xanh. Có cái thì ba vạch xanh, hai vạch vàng, cho giống nhau lại còn vạch khác nhau, cho mình nhìn vào là mình không biết gì cả, đúng không? Mỗi lần mà tôi chữa đồ, tôi kiểm tra rồi không sao, mình không biết, nhưng mà người bán sẽ biết. Tôi lấy hai cái con đó, tôi mang ra, tôi đưa, này, chết hai cái này, thế là bán cho tôi, còn tôi chẳng biết nó là con gì nữa. Tôi cảm ơn Chúa, mình cứ mang cái con này ra, mình đưa cho cái tiệm bán đồ phụ tùng đó. Ờ, cái này biết rồi ạ, trả cho tôi hai cái này và gắn vừa hàn lại, thế là sống. Nhưng mà tôi nói như vậy đó, mà cho biết Chúa biết rõ từng cái ngóc ngách trong cái cuộc đời của mình. Ngài chữa được hết, thì đừng có sợ, chỉ cần tin vào thôi, đúng không? Dạ, xin chúng ta 5 phút nữa. Theo anh Thông nhá, nếu được chọn cuộc đời của mình, lầm lỗi và không lầm lỗi, thì anh nghĩ cái nào là có lợi? Thử nghĩ rằng mình hách não thử một chút nhá, giữa vấp ngã và không vấp ngã, thì mình sẽ thấy cái nào tốt ạ? Vấp ngã tốt. Cô nói vấp ngã rút nghiệm. Và trong hội thánh ông bà anh chị em, người không lầm lỗi đó, nhiều khi không bằng người lầm lỗi ăn năn ông bà anh chị em. Có nhiều người từ tìm Chúa cho lúc về với Chúa không phạm lỗi nào cả. Có thể là không, ý nói là có thể mình gặp một cái siêu nhân đó, đúng không? Tức là ăn đi nhẹ này, nói khẽ này, cười rất là tươi với tất cả mọi người, không mất lòng, không mất gì, không làm gì với ai cả. Và có một người sao cứ lầm lỗi rồi ăn năn. Nhưng mọi người biết sao, trong Kinh Thánh Chúa nói nhé, thà con lầm lỗi con ăn năn ấy, còn hơn là con hoàn hảo mà không lầm lỗi bao giờ, ông bà anh chị em. Chúng ta nhớ trong Luca đoạn 15 không ạ? Hai người con, một đứa thì sao ạ? Bán hết tài sản đi, đúng không? Khi trở về cha nó vui buồn ạ? Vui. Còn đứa ở nhà, đứa lớn thì sao? Không lầm lỗi gì cả. Nhưng mà ông cha có vui vì đứa này không ạ? Ông nói sao? Đứa con trai không lầm lỗi đó, ở nhà nó nói là cha ơi, cái thằng kia kìa, cái thằng kia nó bán phá gia chi tử xong, bây giờ nó về mà cha lại liên hoan nữa, còn con đây coi như là, ông cha nói sao? Con ở trong nhà ta mà con không biết sao? Mình thấy không ạ? Cái cậu mà trông hoàn hảo lầm lỗi này sao? Không biết gì về cha của mình hết. Cha nói sao, những gì của ta là của con không biết sao? Còn em nó đấy, tưởng chết, được sống, tưởng mất nay tìm được. Nhưng điều quan trọng đấy là nó ăn năn, nó trở lại. Cho nên ông cha đấy, ông có vui về cái thằng nghiêm chỉnh ở nhà không? Tôi thấy cái cảm xúc ông vui rất ít. Nhưng mà đứa hư sao ạ? Ông vui nhiều. Cho nên buổi sáng nay tất cả chúng ta sẽ cho Chúa cơ hội sao ạ? Vui nhiều hay vui ít ạ? Vui nhiều, đúng không? Cảm ơn Chúa. Mình không cần biết là mình đã phạm như thế nào. Mình không cần biết là mình đã bê bết như thế nào cả. Tôi muốn nói như vậy, chúng ta thấy không? Toàn bộ Kinh Thánh, tấm lòng của Chúa đó. Đứa con hoang đàng là câu chuyện có thật hay câu chuyện giả tưởng ạ? Câu chuyện giả tưởng, nhưng mà Chúa nói sao? Cái thằng mà nó phá sản đó, nó ăn năn thôi, nó biết Chúa. Còn cái thằng nghiêm túc giữ đạo, ông bà anh cha, và đạo dòng nó từ sáng đến tối, từ ngày này sang ngày khác sao? Ở trong nhà cha không gì, mà không biết gì về cha cả, ông bà anh cha. Tôi không khích lệ chúng ta ngày mai phạm tội, đúng không? Nhưng mà tôi đang khích lệ chúng ta nhớ là sao? Tấm lòng của Chúa đó, nó là một cái tấm lòng mà tôi thấy lạ lùng vô cùng, ông bà anh chị em ạ. Ngài vui về cái đứa lầm lỗi, nhưng mà nó ăn năn. Còn hơn là mình nghiêm chỉnh ngồi cái ghế này, ông bà anh chị em ạ. Mình ngồi đây mấy chục năm, mình làm mòn cái ghế này, mà không biết gì về Đức Chúa Trời đó. Anh Phú thấy sao? Anh Phú cười, cảm ơn Chúa. Nên là sao, ông bà anh chị em? Nếu chồng mình lầm lỗi, không sao cả, cảm ơn Chúa. Nếu vợ mình lầm lỗi, không sao cả. Đó là cơ hội mình biết Chúa càng hơn, ông bà anh chị em. Để rồi mọi người có biết sao ạ? Tất cả mọi người sẽ viết là ân điển lạ lùng, xong dưới tác giả là Khôi, rồi tác giả là Mỹ Linh, rồi tác giả là Liêm, tác giả là Cường. Vì mỗi chúng ta đều có bài ân điển lạ lùng, ông bà anh chị em. Vậy hỡi hội thánh của Chúa, mùa Giáng sinh này chúng ta cần làm một việc thôi, đúng không? Mở món quà của Ngài ra, xem lại xem là có cái điều gì đã chết ở trong cuộc đời của chúng ta. Xem lại trong thân thể của chúng ta có cái chỗ nào đã chết.
xem các mối quan hệ, xem là mọi đời, lĩnh vực của đời sống chúng ta, xem cái nào đã chết. Vì Kinh Thánh chép sao? Dân ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn đó mà anh chị. Và kẻ ngồi trong bóng của sự chết đã nhìn thấy được sự sống đó mà anh chị. Đây là lời nói với chúng ta gần 3.000 năm trước. Xin mời Thánh chúng ta cùng đứng lên. Đây là lời tôi muốn khích lệ hội Thánh trước khi chúng ta cùng đến với cầu nguyện. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ thuộc về bóng của sự chết. Vậy hỡi hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi không biết là chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà điều hôm nay chúng ta chỉ cần làm thôi, mở món quà đó ra và nói: Lạy Chúa, con cần Ngài. Con cần Ngài trong thời giờ này. Dù đó là thân thể của mình nó đang héo úa, đang đau đớn hay đang bệnh tật và đang điêu tàn, dù đó là các mối quan hệ, dù bất cứ một điều gì, thì hãy nói với Chúa ngay thì giờ này, ông bà anh chị em. Đừng nhìn vào mình. Nếu chúng ta nhìn vào mình, ông bà anh chị em ơi, chúng ta không sống nổi đâu ông bà anh chị em. Nếu chúng ta nhìn vào người bạn đời của mình, chúng ta không có thể đi tiếp được đâu ông bà anh chị em. Đừng nhìn vào mình, đừng nhìn vào hoàn cảnh, chúng ta sẽ không thể nào. Nhưng hãy nhìn và đứng phán rằng sao? Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ngồi trong chỗ của bóng sự chết. Đây là thì giờ mà chúng ta sẽ không thêm lên tri thức đâu mà anh chị em. Đây là thì giờ mà chúng ta sẽ nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, con cần Ngài trong thì giờ này. Với ông bà anh chị em, không có một mục sư nào, không có một nhà truyền giảng nào có phép lạ cả, có năng quyền cả. Chỉ có một mình Chúa, và Kinh Thánh chép rằng Ngài đấng mưu luận, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Ngài đấng la lùng, Ngài Đức Trời quyền năng, Ngài là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chỉ có Ngài mới có giải pháp cho chúng ta thôi. Và khi chúng ta đứng tại chỗ hàng ghế của mình đó, và lòng chúng ta nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con lạy Chúa, con cần Ngài, thì Ngài sẽ đến với chúng ta ngay lập tức đâu mà anh chị. Chỉ cần chúng ta có đức tin và nói rằng: Con nhận lấy món quà mà Ngài đã ban cho con trong